How to Influence and Influence People của Dale Carnegie. 7. để trở thành người giao tiếp khéo léo. Tôi gặp một nhà thực vật học nổi tiếng tại một buổi ăn tối do một nhà xuất bản ở New York chiêu đãi. Đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với một nhà thực vật học. Vì thế tôi bị cuốn hút ngay vào những câu chuyện lý thú của ông về các loại thảo mộc kỳ lạ và những kinh nghiệm phát triển các giống cây kiển ông cũng nhiệt tình tư vấn cho tôi cách giải quyết vài vấn đề liên quan đến mảnh vườn nhỏ của tôi thực ra như thế là tôi đã vi phạm mọi quy tắc lịch sự quên sự hiện diện của hàng chục vị khách khác kể cả chủ nhân bữa tiệc để ngồi nói chuyện hàng giờ với nhà thực vật học này đến khuya tôi chào mọi người ra về nghe kể lại lúc đó nhà thực vật học quay sang chủ nhà khen ngợi tôi là người thú vị nhất rồi kết luận rằng tôi là một người nói chuyện hay nhất thực sự tôi chẳng nói gì nhiều nhưng lại được khen là một người nói chuyện hay bởi vì tôi hoàn toàn mù mờ về thực vật học nên chỉ biết ngồi yên và lắng nghe sở dĩ tôi chăm chú lắng nghe là vì tôi thực sự quan tâm đến những điều ông nói ông cảm thấy được điều đó và điều đó làm ông thích thú lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện nhớ lại Quả là tôi có nói mấy câu ngắn rằng tôi đã học được ở ông rất nhiều và ước muốn có được vốn hiểu biết như ông. Tôi rất thật lòng muốn lang thang cùng ông trên các thảo nguyên, thế nào tôi cũng phải tìm gặp ông lần nữa. Ông khen tôi khéo nói chỉ vì tôi biết lắng nghe và khuyến khích ông chia sẻ. Elliot, hiệu trưởng đại học Harvard trước đây cũng là một bậc thầy về nghệ thuật lắng nghe. Henry James, một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại đầu tiên của Mỹ, nhận xét về ông như sau, cách lắng nghe của tiến sĩ elliot không phải chỉ đơn thuần im lặng mà là một hình thức lắng nghe chủ động ông nhìn mặt người đang nói một cách chăm chú và lắng nghe bằng cả đôi mắt lẫn đôi tai ông lắng nghe với trí não sáng suốt suy nghĩ tập trung và phân tích những điều bạn đang chia sẻ ông lắng nghe với tất cả tấm lòng cái thâm thúy sâu sắc của từ lắng nghe cũng được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ được xem là thông dụng nhất trên thế giới nếu quan sát chữ viết trong tiếng trung quốc chúng ta sẽ thấy từ lắng nghe được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng năm từ bên trong tai mắt tim một và vua lắng nghe ở đây bao hàm ý chúng ta luôn cần phải mở rộng tai mắt tấm lòng hòa làm một với người đang giao tiếp và cho họ thấy được sự quan trọng của họ lắng nghe người khác rất quan trọng thế mà lại có những ông chủ các cửa hàng bách hóa sẵn sàng tiêu tốn hàng chục ngàn đô la quảng cáo thuê một không gian đắt tiền nhưng lại tuyển những nhân viên chẳng hề biết lắng nghe thậm chí cứ ngắt lời hoặc nói trái ý khách, gây mất thiện cảm như muốn đuổi khách hàng ra khỏi cửa hiệu. Bà Henrietta Dulac, học viên của tôi, đã mua chiếc áo khoác giảm giá tại một cửa hàng ở Chicago. Về nhà, bà nhận ra một chỗ rách trong lớp lót. Hôm sau bà quay lại, chỉ than phiền việc cửa hàng bán cho mình chiếc áo bị hỏng chứ không hề có ý định đòi bồi thường gì. Thế nhưng chưa kịp nghe hết lời, người bán hàng đã vội vàng cắt ngang rằng bà đã mua hàng giảm giá hơn nữa mọi giao dịch đều đã xong bà phải tự chịu trách nhiệm và tự khâu vá lại như vậy không những cô ta từ chối mọi trách nhiệm mà còn xúc phạm bà chê bà vì thích sản phẩm giá rẻ nên phải chịu thiệt bà Dulac uất ức đến nghẹn lời thề không bao giờ quay trở lại cửa hàng này nữa đúng lúc ấy người quản lý cửa hàng xuất hiện chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện xem xét chiếc áo rồi sau khi chân thành bày tỏ sự hối tiếc lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì thái độ sai quấy của cô nhân viên đối với bà viên quản lý nói chính sách không trả lại hàng sau khi mua không áp dụng cho những món hàng hỏng rất tiếc là đã hết loại hàng này để đổi cho bà thế nên chúng tôi sẽ sẵn sàng sửa lại hoặc thay lớp lót chiếc áo này hoặc nếu bà muốn chúng tôi xin hoàn tiền lại cho bà trước thái độ nhã nhặn của viên quản lý bà đã được lắng nghe thỏa đáng nên bảo rằng lỗi ở lớp lót áo không thành vấn đề gì chỉ vì không biết lắng nghe, suýt nữa cô nhân viên đã làm mất món lợi mỗi năm vài ngàn đô la của cửa hàng. Trong gia đình, biết lắng nghe chính là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc. Một buổi chiều, bà Millie Esposito đang ngồi cùng với cậu con Robert, chợt Robert nói, "Mẹ ơi, con biết mẹ rất yêu con." Bà Esposito cảm động, tất nhiên là mẹ rất yêu con. "Nhưng làm sao con biết?" Robert đáp, con biết bởi vì mỗi khi con nói với mẹ bất kỳ điều gì, mẹ đều dừng mọi việc đang làm và lắng nghe con. Con người có thói quen công kích người khác. Nhưng ngay cả những người hung hăng nhất cũng sẽ phải dịu giọng trước một người biết lắng nghe một cách kiên nhẫn và đầy thiện chí. Một hôm công ty điện thoại New York bị một khách hàng đến la ó, chửi mắng, đe dọa không trả một số tiền điện thoại khá lớn vì cho rằng có điều gì đó gian lận. Anh ta viết thư cho các báo, gửi vô số đơn khiếu nại lên Ủy ban Dịch vụ Công Cộng rồi tiếp tục kiện công ty điện thoại ra tòa. Để giải quyết việc này, công ty cử một người có khả năng ăn nói khéo léo nhất, được mệnh danh là chuyên gia gỡ rối đứng ra thương lượng. Ông ngồi nghe người nọ hung hăng xả cơn kích động và luôn miệng đáp vâng. Đúng, phải, biểu lộ sự đồng cảm. Ông ta quát mắng và tôi lắng nghe suốt gần 3 tiếng đồng hồ, người đại diện kể với lớp học của chúng tôi, sau đó, tôi quay lại thăm ông ta vài lần nữa đến lần thứ tư tôi mặc nhiên trở thành một hội viên của hội bảo vệ những người đóng tiền điện thoại do ông ta khởi xướng cho đến tận ngày nay hội ấy vẫn chỉ có một thành viên duy nhất là tôi nếu không kể người sáng lập tôi không hề nhắc đến mục đích của các cuộc viếng thăm nhưng đến lần gặp gỡ thứ tư sau khi đã xả hết mọi bực tức bị dồn nén ông ta tự nguyện thanh toán tất cả hóa đơn và rút lại mọi đơn khiếu kiện người khách hàng này đã tự xem mình là một hiệp sĩ bảo vệ công lý chống lại sự bóc lột tàn nhẫn nhưng điều ông thực sự mong muốn chính là cái cảm giác thấy mình quan trọng lúc đầu ông tìm cảm giác ấy bằng cách gây gỗ và than phiền nhưng sau đó khi người ta đã xuống nước với ông người ta công nhận lý lẽ của ông tán đồng quan điểm của ông nói chung là người ta thua ông nghĩa là ông đã đạt mục đích thấy mình quan trọng chiến thắng vì vậy mục đích để gây sự không còn nữa một buổi sáng cách đây nhiều năm, có một khách hàng giận dữ xông vào văn phòng ông Julian F. Detmer, người sáng lập công ty Len Detmer, công ty sau này trở thành nhà phân phối Len cho toàn ngành may mặc của nước Mỹ. Ông Detmer kể với tôi, khách hàng này nợ chúng tôi một số tiền nhỏ. Sau khi nhận được một số thư nhắc nợ, ông ta lập tức đến chicago và xông vào văn phòng tôi để bảo cho tôi biết rằng ông sẽ không thanh toán hóa đơn đó và sẽ không bao giờ mua bất kỳ hàng hóa nào của công ty landesmer của tôi nữa tôi kiên nhẫn ngồi nghe thực ra cũng có mấy lần tôi chực ngắt lời ông nhưng đã kịp giữ miệng vì hiểu rằng như thế sẽ không hay tôi để ông ta mặc sức xả nhiệt cuối cùng khi ông bình tĩnh lại tôi nói xin cảm ơn ông đã chịu khó đến đây và cho tôi biết chuyện này ông đã giúp tôi một việc lớn bởi vì nếu bộ phận kế toán của chúng tôi đã để xảy ra việc này với ông thì cũng có thể như thế với những quý khách hàng khác vậy thì quá tệ hãy tin tôi nếu ông nóng lòng bày tỏ chuyện này thì tôi còn nóng lòng nghe hơn nữa